Xin chào quý vị các bạn, chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ website Lofon Việt Nam. Hiện tại các bạn đã nhìn thấy đây là sản phẩm điện thoại Virtu Fact 2. Đây là chiếc hộp đựng cái điện thoại đó. Cái hộp rất là đẹp. Cái này là bao da da bên ngoài xung quanh cái hộp này. Và cái hộp này nặng là khoảng tầm 1 kg các bạn nha. Đây là chiếc hộp Virtu có in chìm biểu tượng logo Virtu. Và mình sẽ mở sản phẩm ra xem. Bên này là chúng ta có cái hộp. Hộp rất là đẹp, in cả Virtu lên cái hộp này luôn, bên trong bên ngoài. Và đây là cái khay nhân đựng nhân vật chính của ngày hôm nay. Các bạn thấy nhân vật chính của ngày hôm nay rất là đẹp, bóng bẩy và rất là lịch sự, sang trọng. Sản phẩm này có, nếu mà dùng thì cho người dùng cảm giác mang đến là rất là sang trọng và lịch lãm. Máy này bóng và đẹp. Mình sẽ thử cái chức năng bên trong sản phẩm. Cái này thì nó có chức năng, các bạn nhiều người gọi đến hỏi là Virtu nó có chức năng gì. Thì cái hiện tại cái này nó chỉ có chức năng nghe gọi thôi. Và có camera không thì mình cũng trả lời luôn, cái này là không có camera, không có thẻ nhớ, cũng không có cái để nghe nhạc nữa, chỉ để nghe và gọi. Ở đây thì chúng ta tất cả các phím bên hông tăng giảm âm lượng là nút thật. Nó là fake nhưng mà nó lại dòng fake này, dòng fake cao cấp, dòng fake 2 nha. Thì dưới lắp lưng của nó, giữa cái thân máy thì nó, chúng ta nhìn thấy có một cái biểu tượng khóa. Ở đây mình mở khóa ra bằng móng tay, cậy nó lên và xoay một vòng ngược kim đồng hồ thì cái chốt nó sẽ mở ra và đồng thời đẩy nắp. Ở đây chúng ta có một viên pin là BL5C. Thì cái viên pin này nó chung với viên pin của Nokia. Bạn nào không thích xài viên pin này thì chúng ta cho viên pin Nokia loại đắt tiền vào, xài ít nhất phải được vài ngày mới hết pin. Mình sẽ mở bên pin này là sẽ thấy bên trong của nó thì mình sẽ thấy một cái dòng chữ ký của cái người sản xuất cái máy này. Cái ông này là ông sản xuất của Mỹ, nhưng mà cái nhà máy thì sản xuất tại Trung Quốc. Các bạn thường hay nói là trên website hoặc là trên mạng nói là hàng này là hàng Đài Loan, hàng này là Hồng Kông hay là hàng Singapore. Nói chung là nó từ một cái ông này mà ra, tức là ông Trung Quốc. Thì cùng lắp pin để thử máy. Mình có cái chấu gài ở đây. Chấu gài ở đây để gài vào cái chốt này. Các bạn gài làm sao để cho nó ăn vào nhau. Và xoáy một vòng để nó cái này nó tự tụt xuống. Khi chúng ta đóng máy được và bật nguồn trên đầu máy. Đây là bật nguồn lên. Bạn nào lắp sim thì chúng ta phải kéo cái bên này để lắp một cái sim. Kéo lên để lấy cái khung sim. Đây là cái khung sim có, cũng có logo giống như hàng Fake 1. Mình chút xíu mình sẽ cho các bạn xem màu của cái máy Fake 2 là có nhiều màu. Fake 2 thì có chạy phần mềm tiếng Việt. Bạn nào nếu mà không thích xài tiếng Anh thì có thể cho có tiếng Việt, nhưng mình nghĩ là các bạn nên để tiếng Anh để máy nó trông giống thật hơn. Đó, các bạn thấy ở trên cái tay, phần tai nghe nhỏ, các bạn nhìn thấy có một cái bóng đèn nó sẽ nhảy, lâu lâu nó sẽ nhảy lên một cái hình bóng màu xanh. Các bạn có thể ý thấy này. Các bạn ý cái tai nghe bên trong nhé, sẽ có một cái bóng đèn màu xanh nhỏ nhỏ bên trong. Mình cho xem đấy, các bạn đã nhìn thấy cái bóng đèn nó vừa nháy. Mình sẽ cho xem các bạn màu của nó. Máy này chúng ta có thêm màu, nó là màu đen, màu đen vàng hồng. Đây là màu đen vàng hồng nha, rất là tuyệt vời. Kèm theo đó là màu sô-cô-la. Màu sô-cô-la này mình có một cái duy nhất thôi, màu sô-cô-la. Và màu đó là màu trắng bạc như này nữa. Máy thiết kế rất là đẹp. Kèm theo đó là một màu đen xì. Đây là màu đen tuyền. Ở đây thì mình đây là dòng Fake 1. Nó gồm 5 màu như này. Và các bạn sẽ được xem một sản phẩm đó là Fake 1. Đây là dòng Fake 2 có 5 màu.
Fake 1 thì bên mình nhập một màu chủ đạo, nó là màu vàng đen. Mặt lưng sau của nó các bạn sẽ nhìn thấy cái màu Fake 1 này, nó là bằng đá. Mặt này cũng bằng đá, không phải bằng da như cái dòng Fake 2 kia nữa. Dòng Fake 1 này đắt gần như gấp đôi cái dòng so với dòng Fake 1 kia, Fake 2 kia. Các bạn hãy xem video tiếp theo để xem cái Fake 2 nó hộp của nó nặng 2 kg. Các bạn xem cái video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi.